Thưa quý vị, chiều ngày 11 tháng 8, Công ty Cổ phần Điện Quang phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tổ chức hội thảo giải pháp chiếu sáng công nghệ thông minh và tiết kiệm năng lượng các khu công nghiệp và khu công nghệ cao miền Trung tại thành phố Đà Nẵng. Đây là một giải pháp thông minh có thể áp dụng ở các khu vực như nhà xe, hành lang, văn phòng, công xưởng nhằm góp phần vào công cuộc tiết kiệm điện năng nói chung và sự phát triển của ngành công nghiệp tại khu vực miền Trung nói riêng. Tại Việt Nam, trong nhiều giải pháp được áp dụng, giải pháp chiếu sáng thông minh cho khu công nghiệp và các khu công nghệ cao đang là một trong những điều vô cùng cần thiết. Giải pháp chiếu sáng thông minh có thể giúp nhà quản lý linh động hơn và mang đến sự tiết kiệm lên đến 80-90% mức tiêu thụ điện năng, theo nguyên tắc chiếu sáng, theo line làm việc ở mọi không gian. Vốn là một công ty chuyên sản xuất các thiết bị chiếu sáng, Điện Quang đã đảm nhiệm vai trò là nhà tích hợp, thực hiện hóa các giải pháp thông minh theo dạng mẫu, thiết kế của từng dự án, sao cho phù hợp với mục tiêu phát triển của các doanh nghiệp đề ra. Điện Quang sẵn sàng là một nhà cung cấp các thiết bị điện hữu ích và là người đồng hành tối ưu, giúp kiến tạo ra các giải pháp chiếu sáng thông minh, tiết kiệm điện cho các doanh nghiệp và khu công nghệ cao ở khu vực miền Trung. Nói về các công nghệ chiếu sáng của bên Điện Quang cung cấp trong đợt này thì phải kể đến là về cái tính năng tiết kiệm năng lượng. Điện Quang đã nghiên cứu ra nhiều các giải pháp khác nhau để giúp cho tiết kiệm hơn khi sử dụng những cái đèn LED. Từ đó đưa ra những cái công nghệ sử dụng những công nghệ không dây, công nghệ Bluetooth để tạo thành một cái giải pháp để tiết kiệm điện hơn. Là chỉ khi nào có người sử dụng thì mới bật đèn, còn khi mà không người sử dụng nó sẽ tự động giảm độ sáng lại để tiết kiệm điện. Tính đến thời điểm hiện tại, Điện Quang đã hoàn thành 2 dự án về chiếu sáng thông minh, góp phần xây dựng đô thị thông minh cho thành phố Đà Nẵng. Điển hình là dự án Điện Quang lắp đặt 45 bộ đèn LED thông minh tại khu công nghệ cao Đà Nẵng và dự án Điện Quang lắp đặt 1.330 đèn LED cho đường hầm Mũi Trâu, Đà Nẵng.